Thưa quý vị, chuyện tình cảm vốn là tự do của mỗi người. Dù trên đời có rất nhiều mối tình lệch tuổi, thế nhưng câu chuyện của một thiếu nữ 16 tuổi lại tự nguyện thế thân mẹ dâng hiến tình yêu và thân thể cho ông lão hàng xóm đến mức có thai thì thật là khó tin. Thậm chí khi đứng trước tòa, cô gái cũng không hiểu lý lẽ của con tim, chỉ một mực cho rằng tại bốn chiếc lá nhận từ tay bị cáo khiến cho tim mình cứ luôn dạo dực thèm muốn. Vụ việc này sẽ có kết cục như thế nào? Ai đúng ai sai trong việc này, họ sẽ bị xử lý ra sao trước pháp luật? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tòa án Nhân dân huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử một vụ án ly kỳ. Chuyện là một người đàn ông đã 67 tuổi, vợ mất, đem lòng thương nhớ chị gái hàng xóm 38 tuổi, sống đơn thân cùng với mấy đứa con nhỏ. Ông đã ngỏ lời cầu hôn cô hàng xóm nhưng đã bị khước từ. Không ngờ rằng cô con gái của chị hàng xóm mới 16 tuổi lại tự nguyện thế thân cho mẹ. Đây là một câu chuyện buồn, có nhiều tình tiết bi hài và bí ẩn của cả bị cáo lẫn bị hại. Thủ phạm gây ra vụ án này là Kê Thanh Lan, 67 tuổi, ngụ tại xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, và người bị hại là Hồ Thị Mây, hàng xóm của thủ phạm. Thủ phạm khai rằng, nguồn cơn bắt đầu từ những buổi chiều hoàng hôn, núi rừng khiến cho hồn người dễ rơi vào một nỗi buồn chơi vơi. Đối với ông Lan, nỗi buồn đó càng u hoài kể từ ngày người vợ mất đi, để ông ở lại một mình lẻ bóng. Vậy là ông đâm đa tơ tưởng chị hàng xóm nhà đối diện, chỉ cách có một con đường nhỏ. Chị ấy sống đơn thân cùng với mấy đứa con. Ông Lan năng qua lại chuyện trò với người trong mộng. Một hôm nọ, ông đã mạnh dạn đề nghị chị hàng xóm được dọn đến ở cùng với ông. Ông có lương hưu sẽ đảm bảo được cuộc sống cho cả mấy mẹ con. Chưng hửng trước cái lắc đầu của chị hàng xóm, ông Lan liền lầm lũi quay trở về. Mấy ngày sau, ông Lan đang luộc trứng thì nhìn thấy cô con gái 16 tuổi của chị hàng xóm lấp ló ở bên nhà. Ông vẫy tay rối rít rủ qua nhà ăn trứng. Cô gái đã nghe theo. Không biết có phải vì thương tình người đàn ông bị mẹ của mình từ chối tình cảm, nên cô gái đã buột miệng mà nói rằng mẹ em không thích thì em thích. Được lời như cười tấm lòng, người đàn ông tuy đã ở mép tuổi 70 lại cảm thấy trẻ ra, vô số tuổi. Lão đã dắt tay cô gái xuống sàn bếp nơi có một chiếc chiếu đã trải sẵn. Sau lần đầu tiên ăn vụng cho cấm, cặp đôi này còn thực hiện nhiều lần yêu đương khác nữa. Khi mẹ của cô gái phát hiện bụng cô ngày càng to ra, hoảng hốt sợ con mình mắc bệnh hiểm nghèo, chị đã vội vã đưa Mây đến bệnh viện để khám. Người mẹ như không tin vào tai mình khi nghe các bác sĩ thông báo Mây đang mang thai tháng thứ 5. Tra hỏi con, người phụ nữ đơn thân mới té ngửa trước sự thật oái ăm. Tác giả cái bào thai trong bụng con gái mình chính là lão hàng xóm mà chị đã từng từ chối tình cảm. Khi cái thai đã quá lớn, không biết phải làm sao, hai mẹ con đành ngậm ngùi chờ đợi đứa nhỏ ra đời. Người mẹ càng đau khổ hơn khi nghi phạm đã chối bỏ trách nhiệm. Cái thai cứ vậy lớn dần lên, và lúc cô con gái của chị sinh nở nuôi con, ông Lan cũng không hề quan tâm hay là thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho đứa nhỏ. Người mẹ đã làm đơn tố cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện A Lưới đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN tại Phân viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng. Kết luận giám định cho hay, đứa nhỏ do bị hại sinh ra chính là con ruột của Mây và Kê Thanh Lan với xác suất 99,99%. Trước đó, bị cáo và bị hại có mẹ làm giám hộ đã thuật lại quá trình yêu đương. Bị hại kể lại đã cùng bị cáo yêu rất nhiều lần không nhớ hết, lúc ngoài suối, lúc trên rẫy, khi trong trái bếp nhà ông Lan. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thừa nhận quan hệ 4 lần với bị hại. Tòa hỏi bị cáo suy nghĩ như thế nào mà lại nhiều lần làm chuyện người lớn với bị hại là một người chưa thành niên, vi phạm pháp luật. Lúc này, người đàn ông già cỗi càng già sọm đi khi đứng trước vành móng ngựa, lúng túng giải thích. Ông không hề biết điều đó là vi phạm pháp luật, hai bên tình nguyện, chứ ông có ép buộc gì ai. Phiên tòa ngày hôm đó đã nóng lên khi đến phần lời khai của cô gái. Mây khai rằng, sau lần đầu hai người quan hệ, ông Lan đưa cho cô bốn chiếc lá gì đó mà cô không rõ. Không biết vì sao sau khi nhận lá, cô lại thấy nhớ ông ấy vô cùng. Có gì cứ thúc đẩy, nóng trong lòng như lửa đốt, nên mới phải nhiều lần tự tìm đến ông ấy chủ động đòi yêu đương. Có như thế thì cô mới có thể bớt xạo dực trong người hơn. Cả khán phòng ồ lên, nhiều người dự phiên tòa đã xì xào đặt câu hỏi nghi vấn. Hay mấy chiếc lá mà bị cáo đưa cho bị hại chính là bùa yêu? Không lý gì mà một cô gái trẻ măng như vậy lại bỗng dưng đem lòng yêu thương, si mê và nhớ nhung một ông lão. Tòa đã yêu cầu bị cáo giải thích rõ ràng. Ông này thì lại tỏ vẻ lúng túng rồi nói,
tôi cũng không biết mấy chiếc lá đó là lá gì, chỉ biết của vợ tôi để lại. Tòa truy hỏi của vợ cớ gì bị cáo lại đưa cho mây. Thì ông lão lưu loa, bị cáo nói rồi, bị cáo không rủ rê, dụ dỗ, mà chính mây mới là người chủ động. Chuyển sang bị hại, cô vẫn quả quyết rất nhiều lần ăn nằm với ông lão, chứ không phải chỉ 4 lần như bị cáo khai. Mây cũng thừa nhận có những lúc cô chủ động mà không thể hiểu nổi mình. Tuy nhiên, nhiều lần ông Lan làm ám hiệu rủ rê cô. Hai nhà chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Giữa ông Lan và Mây có quy định, khi nào ông Lan ở nhà một mình, ông sẽ dùng chiếc chổi có cán dài hất về phía bên phải. Cô nhìn thấy ám hiệu an toàn sẽ sang. Hai người tình tự trong trái bếp. Khi nào ông dùng chổi hất về bên tay trái, tức lúc đó nhà ông đang có con cháu ở nhà. Đây là một tình huống nguy hiểm không thể gặp gỡ để thực hiện yêu đương. Tòa nhận định, hậu quả của hành vi bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của con người, xâm phạm đến quyền của những nạn nhân nhỏ tuổi được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét áp dụng cho bị cáo những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, tuyên phạt bị cáo Lan 36 tháng tù giam. Công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại hàng tháng, Lan nộp tiền cấp dưỡng nuôi con 500.000 đồng. Thời gian tính từ tháng 9 năm 2014 cho đến khi cháu nhỏ đủ 18 tuổi. Phiên tòa kết thúc, bị cáo đang được tại ngoại và bị hại, kẻ trước người sau lầm lũi xa về. Còn lại bí ẩn của bùa yêu của ông lão cơ tu 67 tuổi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, làm gì có bùa yêu, chẳng qua một già lệch lạc, một người thì chưa thành niên, còn hạn chế trong suy nghĩ và nhận thức, không được giáo dục giới tính, nên mới xảy ra câu chuyện buồn như vậy. Thưa quý vị, đúng là chuyện tình cảm vốn vô cùng khó nói, chưa nói đến chuyện liệu có phải bùa yêu bùa ngải gì ở đây hay không. Tuy nhiên, việc một cụ ông có thể có một mối tình lệch lạc với một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều tuổi lại không phải là chuyện hiếm lạ. Câu chuyện của một người cha đã 80 tuổi lại bỗng dưng dẫn bạn gái về ra mắt gia đình và đề cập mong muốn cưới vợ dưới đây lại càng khiến cho nhiều người bất ngờ. Nhất là khi có vợ sắp cưới của cha lại còn nhỏ tuổi hơn các con. Liệu cuộc hôn nhân này có phải là màu hồng hay không? Mời quý vị hãy lắng nghe những tâm sự từ chính người trong cuộc. Những con ngõ sâu hùn hút, những hàng cao cao vút trong ngôi nhà Ngô Khê, Bình Lục, Hà Nam mang dáng dấp điển hình của làng quê Bắc Bộ. Cuộc sống vốn yên bình ấy thì vào năm 2010 bỗng náo động trước đám cưới của cô gái 27 và ông lão 80 tuổi. Đến nay, chuyện tình ông cháu này vẫn khiến cho dân làng bàn tán ra vào mỗi khi ngồi lại. Chiều ngày 25 tháng 2 năm 2010, trong khi những nhà khác vẫn còn đâu đó hương vị Tết, thì ngôi nhà của ông Ngô Thành Học tiêu điều như đã lâu lắm rồi, không được ai dọn dẹp. Người đàn ông gần bước sang tuổi 80, ăn mặc đơn giản, lom khom ra đón khách. Chừng vài phút sau, tiếng con nhỏ tíu tít đầu ngõ. Vợ ông, chị Nguyễn Thị Bích, ẵm đứa con 15 tháng tuổi. Theo sau là cặp sinh đôi 5 tuổi đang nô đùa ở quanh sân. Anh lớn Tiên xách chiếc bánh chưng lủng lẳng, còn cô em nhỏ tên là Thu thì ôm cái bắp cải trước bụng. Chị Bích bảo rằng đó là bữa cơm chiều nay của gia đình vừa mới xin được từ nhà ngoại. Nhìn căn nhà bừa bộn khó tìm được một chỗ sạch đặt chân, chị Bích chán nản chẳng buồn dọn, ngồi bệt luôn xuống tấm thảm rách bươm cho con Ti. Ông Học kể lại, thời trai trẻ ông từng tham gia chiến trường Quảng Bình Quảng Trị, sau đó lang bạt khắp các tỉnh phía Nam. Những năm 90, ông quay trở về quê nhà, sống trong căn nhà lá lụp xụp mà cha mẹ để lại cho. Tuổi đã cao, gia cảnh lại nghèo nên không có người phụ nữ nào ngó ngàng đến. Cuộc đời ông cứ lủi thủi như vậy, cho tới một ngày vào tháng 6 năm 2010, thì duyên đến bất ngờ theo cách mà ông không thể nào tưởng tượng ra nổi. Trong làng có một cô gái tên là Bích, 27 tuổi, nhưng lại chưa chồng. Chị Bích thấy ông Hồng sống một mình hay đau ốm, nên thi thoảng tiện đường thì ghé thăm. Một ngày nọ sau khi được ông xem tướng, cô gái trẻ này chợt nảy ra ý định gắn bó lâu dài với ông. Vừa dỗ con, chị Bích vừa lí nhí kể lại. Khi ông ấy xem đường chỉ tay cho tôi, bảo là tôi sắp gặp người sẽ gắn bó cả đời, có khả năng cưới trong năm nay. Lúc đó tôi chợt nghĩ tìm ở đâu xa, chỉ bằng tìm ngay người ngay bên cạnh. Sau bữa đó, cô gái trẻ quan tâm hơn tới người đàn ông mà mình thường gọi bằng chú. Có canh cá, món thịt gì ngon là cô nấu thêm một phần mang sang cho ông. Ý định muốn lấy ông Học dần lớn lên, được vài hôm cô lại chủ động nói ra, hay là bác lấy em đi. Nói là làm, không bỏ lỡ cơ hội của mình. Có lần cô còn mạnh dạn lôi ông ra bờ ao, tự tụt quần để bắt ông làm việc. Nhiều người nhìn thấy khiến cho ông thẹn thùng. Ông Học ngỡ ngàng, đến cái tuổi thất thập,
ông chẳng còn mong chờ gì hơn là có một gia đình, có vợ, có con. Nay có người chủ động đề cập, ông còn cầu gì hơn nữa? Lúc họ nói ý định này ra, cả hai bên gia đình đều phản đối kịch liệt. Mẹ của chị Bích kịch liệt ngăn cản. Bà không hiểu vì duyên cớ gì con gái lại khăng khăng lấy người đàn ông vừa già vừa nghèo kia. Ngày ấy Bích đi làm công nhân may, vốn lạnh lặn, ưa nhìn, cũng có nhiều người theo đuổi. Do chữ duyên muốn tránh cũng không được, Bích đã giải thích đại khái như vậy. Họ đã đăng ký kết hôn đến tháng 8 năm 2010, tức chỉ khoảng một tháng thân thiết. Ông Học đã tổ chức lễ cưới đón chị Bích về chung một nhà. Với 20 triệu đồng, ông đã tổ chức một cỗ tại nhà, khách thì mời chừng khoảng 70 người trong không khí ấm cúng. Vượt qua bao dị nghị, họ ở bên nhau như vậy cho tới năm 2013. Chị Bích mang thai và sinh được một cặp sinh đôi, một trai một gái. Hai đứa con tên Tiên và Thu sinh non nên rất hay ốm vặt. Suốt những năm tháng các con còn nhỏ, cả vợ chồng lệch tuổi này thường phải ôm con ra bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh. Có lần còn lên một phòng khám trên Phú Xuyên, Hà Nội để chữa trị. Chỉ có túc lều tranh nên mỗi lần cho con đi viện, họ lại phải đi vay mượn xung quanh. Tới năm 2016, chị Bích lại lỡ mang thai lần thứ hai. Gánh nặng cuộc sống đến lần này ngày càng nặng trĩu. Mùa đông năm ấy, sức khỏe của ông Học giảm sút rõ rệt, ốm đau liên miên, tiền thuốc thang cũng tốn kém. Trước ông còn đi nhặt được ve chai, nay thì cả gia đình 5 người chỉ còn biết trông chờ vào cái khoản trợ cấp thương binh của ông là 1,6 triệu đồng một tháng. Cái Tết vừa qua cũng là một cái Tết họ chẳng có thể sắm sửa được gì. Lũ nhỏ lại mặc quần áo từ thiện, kẹo bánh thì người thân hàng xóm mang đến cho. Sống một cuộc đời lang bạt đã quen, nay có thêm 3 con nhỏ, ông Học cũng không nghĩ nhiều đến tương lai nữa. Ông tâm sự rằng, trời cho mình được như thế nào thì mình sống như thế ấy. Hiện tôi có vợ và 3 đứa con là lộc trời cho rồi. Ngược lại, sống trong cảnh túng quẫn, suốt ngày lo chăm con, chăm chồng khiến cho chị Bích chán nản hẳn. Chị trải lòng, vì tụi nhỏ nên chúng tôi mới cố sống với nhau. Giờ đã vậy, tôi có ước giá không lấy ông ấy, thời gian cũng không quay trở lại được. Chị cũng thừa nhận, không lường hết được cuộc sống với chồng quá chênh lệch tuổi. Nếu lường hết được thì đã không cưới, chị nói mà ánh mắt cứ nặng trĩu. Giờ đây, chị chỉ mong ra Tết con lớn, sức khỏe chồng tốt hơn thì sẽ để cho ông chăm con, để chị đi làm kiếm thêm thu nhập. Thưa quý vị, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai đúng ai sai, có pháp luật xử lý. Tuy nhiên nếu không ở vào hoàn cảnh của mỗi người trong câu chuyện trên thì đừng nên phán xét vội vàng mà hãy dành cho họ những lời động viên tích cực để họ thêm tin tưởng vào cuộc sống. Hai câu chuyện là hai bài học, cũng là lời khuyên đến mỗi người hãy luôn biết suy xét, cân nhắc trước những quyết định quan trọng đến cuộc sống và tương lai. Đừng để cân nhắc đến từ giá như và cảm giác hối hận về sự lựa chọn của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.